Đúng thế thật, tao cũng phải sống như thế thôi, tao cũng sẽ cố gắng. Yuji đang nằm cũng vừa nói vừa nhìn xa xôi. Thật là khi thử nói những điều đó ra, không có nghĩa là bắt đầu điều gì, nhưng tôi cứ cảm thấy như cuộc đời đó đang chờ đợi. Đó cũng là những điều mà tôi học được sau bao ngày lắng nghe, nhưng cũng đồng thời là khoảnh khắc mà suy nghĩ của tôi thay đổi. Tôi còn muốn nói rất rất nhiều chuyện nữa, nhưng Yuji đã ngủ mất. Trời bắt đầu sáng mờ, rồi bình minh sẽ sớm lên. Tôi cũng lặng lẽ nhắm mắt. Trong tim tôi, một quyết tâm mới được bí mật hình thành. Ngày mai, dù Haruka có nói gì, thì mình cũng sẽ cho cô ấy biết cảm nhận của mình. Rồi sau đó, nếu cô ấy có rời xa thành phố này, thì mình và cô ấy cũng sẽ hứa giữ cùng liên lạc. Hình như trong lúc cứ tự nhủ đi nhủ lại với mình rằng thành công chỉ đến với những người liên tục hành động với trái tim nhiệt huyết, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Mồ hôi vã ra ướt sũng, tôi mở mắt dậy và thấy căn phòng nóng như đổ lửa. Giữa trưa, tôi vội vã nhìn đồng hồ nói đã 11 giờ. Vẫn kịp, tôi lập tức bắt đầu chuẩn bị về, hoảng lại cho Yuji một câu đã mở mắt ra bên cạnh. Ta về đây, rồi vội vã rút. Thời gian vẫn còn thừa, nhưng tôi muốn tắm sạch mồ hôi trước khi đi gặp Haruka, nên cứ co giò đạp xe thật cật lực. Lúc đó, tôi chẳng hề biết những diễn biến không lường trước đang chờ đợi mình sau đó. Con về rồi à? Ba đang ở cửa hàng. Chào con, Yusuke. Lúc khoảng 10 giờ, có người đến tìm con đấy. Ai thế à? Là cô Munakata. Haruka đến đây à? Không, là mẹ cô bé. Bà ấy gửi cho con cái này này. Tôi nhận từ ba một lá thư, rồi cứ thể nhìn chằm chằm vào cái phong bì, chẳng ghi người nhận, cũng chẳng ghi gì hết. Tôi có dự cảm không lành. Cô bé con vừa nói là con gái của cô Munakata đó hả ba? Ba và cô Munakata hồi bé là bạn hay chơi với nhau. Tháng trước cô ấy đến chơi, ba cứ nghĩ là vì cô ấy chỉ về thăm quê thôi, nhưng hóa ra cô ấy vẫn sống ở nhà cũ. Ngày xưa, chuyện gì vậy chứ? Tại sao không phải Haruka mà lại là mẹ cậu ấy? Tôi cố hết sức đứng đó mà trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những tiếng ấy. Vừa vào phòng, tôi đã vội vã mở phong bì và bắt đầu đọc thư. Quá căng thẳng, cái dạ dày rỗng đau nhói. Gửi Yosuke, tớ xin lỗi vì hôm nay không gặp được cậu. Cuối cùng thì người ta đã quyết định rằng tớ sẽ sống với ba. Như thế, chúng ta phải chia xa rồi. Mà tớ chưa trả cầu tiền sách, hồi nọ cậu trả giúp tớ nhỉ. Giờ, tớ nhét luôn vào đây nhé. Xin lỗi cậu vì trả muộn. Giữ gìn sức khỏe nhé. Thật tuyệt nếu tất cả những ước mơ mà Yosuke viết vào danh sách đều trở thành hiện thực. Từ nơi xa, tớ vẫn luôn ủng hộ cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ đã rất vui. Tạm biệt. Lấy bút, tớ sẽ mang theo con voi Yosuke tặng. Tôi điểm người khi bị bao trùm bởi thứ cảm giác không thể nói thành lời. Chẳng phải cẩu dần, cũng chẳng phải buồn rầu. Và tôi cứ thể loanh quanh trong phòng, đọc đi đọc lại bức thư không biết bao nhiêu lần. Lúc đó, trong tôi đầy những tại sao, chuyện gì thế này, những suy nghĩ mà tôi chẳng bao giờ lý giải được. Tôi muốn khóc vì nỗi cay đắng ấy. Đứng ngồi không yên, tôi lại đạp hỏng xe ra khỏi nhà. Dù thế nào, tôi cũng phải gặp Haruka. Chắc chắn tôi có gọi điện thì mẹ cậu ấy cũng không chuyển máy cho đâu. Thế là đôi chân đang đạp xe cứ tự nhiên tìm đường đến ngôi nhà đó. Tôi vẫn biết dù có đến cũng chẳng làm được gì, nhưng biết đâu nếu đi thì có thể vô tình gặp cậu ấy đang ra khỏi nhà. Hơn hết, lúc đó ngoài việc đến nhà cậu ấy, tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác. Tôi vừa đạp xe vừa hét lên trong tim mình, tại sao, tại sao lại thế chứ? Nhà Haruka cũng dễ tìm, nằm trên một khu đất rộng bằng 4 căn nhà, là ngôi biệt thự lớn và khu vườn lớn không kém, chiếm một nửa khu đất. Trên cửa có tấm bảng hoành tráng đề Munakata. Quả nhiên là
Ngôi nhà ở ngay gần sở thú mà hôm trước hai đứa cùng đến. Căn nhà đột nhiên hiện ra, dễ thấy quá mức với cái thằng đang đạp xe thật chậm để tìm, nên tôi thành ra bối rối chẳng biết làm gì. Đến tạm thời, đạp xe quá cả cổng nhà. Mình đang làm cái quái gì vậy? Đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn chưa nghĩ gì về chuyện đến đây, rồi sẽ làm gì. Trước tiên, tôi đang lượn lờ một vòng quanh khu nhà, rồi lại lượn qua cổng một lần nữa. Khi nhìn vào nhà Haruka, tôi thấy con thú nhồi bông trên thành cửa sổ tầng 2 phía bên phải. Tuy chỉ là phía sau, nhưng tôi chắc chắn đó là con voi bông tôi tặng Haruka. Thế có nghĩa là cậu ấy vẫn đang ở trong ngôi nhà này. Nếu không biết luôn phải làm gì mà chỉ loanh quanh thì thật phí thời gian. Mà không, lúc này thì thời gian đâu còn là vấn đề nữa, thế nào chả được. Nhưng làm thế khiến tôi giống như một kẻ khả nghi vậy. Ông hàng xóm đang sửa bơ dầu bên nhà cứ nhìn tôi chằm chằm. Nếu cứ mãi thế này thì lại tạo ấn tượng xấu mất, nhưng tôi cũng đâu làm gì được. Vì thế xét thấy trước hết cô ấy vẫn còn ở đây, nên khi nào quyết định được phải làm gì thì sẽ bắt đầu lại sau. Rốt cuộc tôi lại ra về. Trên đường về nhà, tôi càng chán ghét sự hèn nhát của bản thân. Ngay trước nguy cơ không bao giờ có thể gặp lại Haruka nữa, sao tôi lại còn để ý ánh mắt người khác chứ? Nếu là một nhân vật chính bảy ngầu trong phim, dù là giữa phố đông người, người ta cũng chẳng ngần ngại hét to lên câu "anh yêu em" với người mình yêu dù cách cả chục mét. Nhưng tôi ghét sự thật rằng mình là một thằng dù có bị dồn đến mức này vẫn nhất nhất không dám làm điều như vậy. Đêm đó tôi chẳng chợp mắt được tí nào, và vẫn như mọi khi chỉ lặp đi lặp lại cái vòng tròn suy nghĩ làm thế này thì sẽ thành ra thế kia, mà làm thế kia thì sẽ thành ra thế này. Tôi cũng nghĩ đến việc viết thư đưa Haruka, nên đã cầm bút lên rồi, nhưng viết được vài dòng lại bỏ. Chỉ trong suy nghĩ thôi mà mọi thứ đã lộn xộn lắm rồi, làm sao viết ra được? Tôi vò tờ giấy viết thư, ném vào sọt rác ở góc phòng. Ném trượt, tôi lại đi nhặt tờ giấy, quay lại ghế ngồi và ném lại lần nữa. Lần này cũng không trúng. Sau nhiều lần như thế, cuối cùng nó cũng chịu rơi vào đúng chỗ. Tôi làm thế là vì có một mong ước rằng nếu ném rác ngon lành thì chuyện với Haruka cũng suôn sẻ. Tôi hiểu đó là điều ngu ngốc, nhưng tôi cũng chẳng thể ngừng những suy nghĩ đó lại được. Thật ra trong tôi đã có một câu trả lời rồi, nhưng tôi thật lòng mong ước một lý do vớ vẩn đến mấy cũng được khiến mình buộc phải bằng mọi giá làm như thế. Trời gần sáng, tôi mới đưa ra được quyết định. Trong sáng nay tôi sẽ đi gặp cô ấy để nói rằng dù có phải cách xa nhau mấy cũng sẽ phải giữ liên lạc mãi mãi. Quyết định thế rồi, tôi không muốn hối hận. Trong lúc chờ trời sáng, tôi tắm rửa, chạy chút gọn gàng, xong đâu đấy là rời nhà. Tôi không ra đường vội vã, để vững vàng quyết tâm, từng bước một, tôi quyết định dắt xe đi bộ. Tôi đến nhà Haruka lúc khoảng 10 giờ sáng. Nhìn lên cửa sổ tầng 2, tôi vẫn thấy con voi bông y như ngày hôm qua. Dạ mà bây giờ, cậu ấy ngó ra ngoài cửa sổ, thì mình chẳng cần bấm chuông điện thoại cửa. Trong một thoáng ôm hy vọng mong manh, tôi lại nhìn chăm chăm cửa sổ, nhưng chẳng có chút biểu hiện nào có người đang hoạt động. Vừa lúc đó thì còn tiếng nói từ đằng sau. Cậu là đang ngước mãi lên trên và còn chẳng để ý có người phía sau. Tôi vội vã quay lại. Cậu là Yosuke đúng không? Đứng sau tôi là một người phụ nữ. Chẳng rõ có phải do không trang điểm hay không mà khuôn mặt có nét buồn và thất thần, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. À vâng. Người phụ nữ đó ngửa ánh mắt nhìn xuống dưới và hít thở sâu như một cái thở dài nhẹ, rồi lại ngẩng mặt lên. Nội tâm phức tạp của bà hiện lên trên khuôn mặt đang cổ nộ nụ cười gượng. Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nét biểu cảm khó nói ấy trên khuôn mặt và nói với tôi một điều tôi không thể ngờ. Chào cháu, cô là mẹ của Haruka. Cháu đến để gặp Haruka đây nhỉ? Cô cảm ơn, cháu vào nhà đi.
Tôi chẳng biết đồ của tay nheo gì, nhưng cứ lơ đễnh trả lời, rồi cất bước theo sau mẹ Haruka vào sân nhà cô. Mẹ Haruka đưa tôi vào phòng khách và giúp tôi ngồi xuống ghế sofa, bảo tôi chờ một chút rồi ra khỏi phòng. Căn nhà rộng mênh mông và tĩnh mịch, chẳng có vẻ gì là có người. Tôi càng lúc càng bất an, không biết rốt cuộc thì Haruka có đang ở đây không nữa. Trong phòng khách có một bể cá to và sang trọng. Trong bể, loài cá nhiệt đới nào đó đang bơi mà cũng chẳng phát ra tiếng đồng. Chỉ có hai thứ âm thanh lọt vào tai tôi cũng đã rất căng thẳng. Đó là tiếng động cơ ro ro của chiếc máy gắn trong bể nước và tiếng kim dây trên chiếc đồng hồ treo tường. Trong phòng có trang trí một mô hình thành cổ kiểu Âu mà Haruka đã từng kể. Chắc đó là tác phẩm của bà Haruka. Quả thật, bên trong tòa thành có đặt bóng đèn khiến nó tỏa ra một bầu không khí ấm áp. Thoáng cái, mẹ Haruka đã đi vào bê theo khay trà và bánh quy. Sau khi đặt cái khay lên bàn cà phê trước mặt tôi, bà bảo: "Cô không biết Haruka đã nói với cháu những chuyện gì và cụ thể ra sao, nhưng chắc cháu cũng hình dung đại khái rồi đúng không?" Mắt bà hướng về chiếc bàn ở góc phòng. "Cô có thứ này muốn cháu xem." Mẹ Haruka trong lần đầu gặp mặt hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã tự ý tưởng tượng bà là một người cáu bẳn, lúc nào cũng giận dữ, nhưng hóa ra trong nét mặt trầm mặc thiếu nụ cười và cách nói chuyện từ tốn kia là cả một phẩm hạnh khiến vẻ đẹp bên ngoài nổi bật hẳn lên. Chỉ mới gặp qua một chút, tôi đã hiểu tưởng tượng của mình quá sai lầm. Đây, tôi rụt rè đưa hai tay nhận lấy một vật giống như là một quyển sách cũ mà mẹ Haruka chìa ra. Đây là, cháu hãy thử đọc từ đoạn có kẹp đánh dấu đi. Mẹ Haruka mỉm cười thật khẽ, nụ cười buồn quá đỗi khiến lòng người tôi thắt lại. Vâng ạ. Tôi từ từ đặt trang và mở đến đoạn có kẹp đánh dấu theo lời cô. Đó là một đoạn nhật ký cũ của ngày 22 tháng 2, 18 năm về trước. Khi tôi sửng sốt nhìn lên mẹ Haruka thì cô đã hướng ánh mắt về phía cốc trà trên bàn từ bao giờ. Hình như cô cố tình không chạm ánh mắt với tôi. Nghĩ thế, tôi lại cúi xuống cuốn nhật ký cũ và bắt đầu đọc. Ngày 22 tháng 2, gửi bé con còn đang trong bụng mẹ. Hôm nay, ba đã cùng mẹ đến bệnh viện. Khi bác sĩ nói mọi thứ đều suôn sẻ, ba mẹ mới có thể yên tâm. Ngày nào, mẹ con cũng vừa chiến đấu với những cơn nghẽn, vừa xoa bụng nói chuyện với con đấy. Con cũng nghe thấy phải không? Bác sĩ bảo rằng con đã được hơn 10 phân rồi. Hẳn là cũng tới lúc con hình thành ngón tay và ngón chân rồi nhỉ. Lớn nhanh nhanh con nhé. Ba đang chờ đợi được gặp con sau nửa năm nữa đây. Mấy tháng nay, ba cứ nghĩ mãi xem mình có làm được gì cho con khi con ra đời không. Bởi mẹ thì đang rất cố gắng và thật sự dùng cả tính mạng của mình để có thể sinh con ra đó. Vì tương lai con, những gì có thể làm lúc này, ba sẽ làm hết. Ba muốn con sống thật hạnh phúc. Ba muốn con hạnh phúc dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế con nghĩ để sống hạnh phúc con người cần gì? Chắc sẽ rất nhiều người nói là tiền đây, nhưng không phải thế đâu con. Điều quan trọng là phải có sức mạnh và trí tuệ để sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Con hãy trở thành người có sức mạnh và trí tuệ để tạo ra thật nhiều thứ mình cần, dù là tiền hay là gì đi chăng nữa, chứ không phải là người chỉ hạnh phúc khi có nhiều tiền. Đừng để bị cuốn theo những giá trị quan xung quanh. Hãy trở thành người sống để làm điều mình muốn và bất cứ lúc nào cũng rạng rỡ tiến về phía trước, bao dung với mọi người và hãy mạnh mẽ, nhân hậu, dù con là con trai hay con gái. Ba muốn con lớn lên trở thành người như vậy đấy. Vì thế, sau khi ra đời, con hãy sống thật tự do. Hãy thất bại nhiều lần và từ đó học được rất nhiều điều. Hãy lớn lên thật mạnh mẽ. Ba sẽ luôn theo sát con và cho con
lòng dũng cảm, con cần. Con sẽ làm được tất cả mọi thứ. Con sẽ sống cuộc đời mình muốn. Nhưng khi con cần dũng khí mà ba không còn trên thế gian thì thật là khó khăn phải không con? Vì thế, để chuẩn bị cho việc nhỡ không may điều đó xảy ra, ba quyết định mỗi ngày sẽ viết ra những điều mình nghĩ. Ba sẽ nhìn lại cuộc đời mình và viết những điều con sẽ cần khi con muốn có sức mạnh để đứng dậy sau khi vấp ngã trong đời. Đương nhiên, điều đó chỉ là dành cho lúc bạn bất đắc dĩ lắm thôi. Nên phần nhiều, những điều việc viết ở đây, ba sẽ trực tiếp nói với con. Chỉ có điều, ba vẫn nghĩ, viết ra thế này chắc chắn rồi cũng có lúc có ích. Ví dụ như, nếu con là con gái, thì rồi sau vài năm sẽ đến thời kỳ con chẳng muốn nói chuyện với ba nữa nhỉ. Có thể quyển nhật ký này sẽ có ích lúc đó. Rồi cũng có thể khi con tốt nghiệp trung học và nói với ba rằng con muốn đi du học. Khi đó con có thể cầm theo quyển nhật ký này đi. Rồi cũng có thể khi trở thành mẹ con mới bắt đầu để ý đến sự tồn tại của quyển nhật ký này cũng nên. Thì con sẽ nói cho con của con, tức là cháu của ba. Chỉ tưởng tượng ra chuyện đó thôi cũng khiến ba mong chờ được viết vào đây mỗi ngày. Ba tin chắc đây chính là điều mà bây giờ ba có thể làm để con sống hạnh phúc nhất trong tương lai. Việc ba làm bây giờ hẳn là không thể hiểu nổi với nhiều người. Nhưng một đời người sẽ có gì xảy ra và xảy ra lúc nào thì không ai biết trước được. Mọi người đều nghĩ ngày mai sẽ tới như một điều hiển nhiên. Trên đời này, chẳng ai có thể đảm bảo ngày mai sẽ đến. Có những người hiểu được những câu chữ này, nhưng họ cũng không bao giờ nghĩ rằng có thể chỉ mình cũng bỗng nhiên sẽ không có ngày mai. Quả thật là chuyện đó khó mà xảy ra được. Nếu nghĩ theo cách bình thường, thì chắc chắn ba sẽ sống đến lúc bé con của ba trưởng thành. Nhưng ba vẫn muốn đề phòng chuyện đó và viết vào đây bởi ba là người không biết gì về ba mình. Ba của ba, tức là ông của con, đã mất đi vì chiến tranh khi ba vẫn còn trong bụng mẹ. Chuyện đó vẫn thường xảy ra vào thời của ba. Bởi vậy, ba chưa bao giờ được gặp ông con, mà đâu chỉ có thế. Ba còn hoàn toàn chẳng biết ông con là người như thế nào, có lối nghĩ ra sao, sống như thế nào. Ba đã nghĩ không biết bao nhiêu lần về cuộc đời mình cho đến tận hôm nay, rằng nếu ba mình vẫn còn sống, thì ông sẽ nói gì nhỉ? Bây giờ, ba cũng vẫn đang nghĩ về điều đó. Ba của ba phải ra trận khi biết ba đang trong bụng mẹ, cũng tâm như ba bây giờ. Lúc đó, ông thấy thế nào nhỉ? Ông đã nói gì với ba không biết nữa, và nếu được sống mãi với ông, thì ba sẽ lớn lên thế nào? Đến tình bây giờ, ba vẫn không bao giờ hết những câu hỏi và vẫn còn đầy ắp những tưởng tượng. Nhưng ba đã không biết được câu trả lời cho những câu hỏi đó. Điều này thật đáng tiếc, nhưng từ giờ sẽ không thể nữa. Giờ con đã ở trong bụng mẹ rồi và ba sắp được trở thành ba. Chắc chắn ngày xưa ông cũng có rất nhiều điều muốn nói với ba. Thật đáng tiếc. Vì thế, những lời muốn nói hôm nay ba sẽ viết sẵn ra, chứ không chờ đến ngày nói được với con đâu. Cái này là để dành cho lúc con muốn biết papa đang nghĩ sao nhỉ. Đọc nó con sẽ hiểu. Còn gần nửa năm nữa con mới chào đời nhỉ. Giờ cả ba và mẹ đều đang học để trở thành ba mẹ. Ngày nào cũng vất vả, nhưng ba mẹ đang cố gắng. Đặc biệt là mẹ con đấy. Đừng sốt ruột con nhé. Hãy cứ từ từ lớn lên bên trong mẹ. Cố lên nào ba của con. Phần nhật ký của ngày hôm đó kết thúc ở đấy. Tôi lật tạm mắt các trang sau. Cứ mỗi ngày lại có một dòng chủ đề, và ở phía dưới là những dòng viết dài khoảng 10 mấy trang. Hôm nào cũng viết như thế này á. Tâm tôi, sự ngạc nhiên đơn thuần và những cảm xúc mơ hồ cứ đan xen. Chủ đề thì vô cùng phong phú. Từ tại sao chúng ta phải học, không thể có hứng là bởi vì cái thứ gọi là quan hệ bạn bè thật phức tạp quá. Đến những chủ đề như sau: làm việc là gì, và trong đó có cả những chủ đề to đùng như trước khi thành lập công ty cần làm những điều sau, cả chủ đề hãy thắp lên ánh sáng rực rỡ trong chính mình
Maharika đã về tôi, cũng có thể tìm thấy trong đó. Lúc đó, dù đêm nào, tôi cũng vẫn muốn biết. Quyển nhật ký này, trong đầy tình yêu thương, tôi rất hiểu rằng đây là một con người vừa dành tình thương yêu cho đứa con sắp sinh của mình, vừa trân trọng người vợ. Vậy mà, sao bây giờ họ lại thành ra sống ly thân thế này chứ? Bà vợ cũng có vẻ là người rất tốt cơ mà, tại sao chứ? Tôi cứ lật từng trang, từng trang, tiếp như thể muốn tìm cho ra tận cùng chân tướng của cảm xúc mơ hồ mình đang mang. Đó là ba của con bé đấy. Mẹ Haruka lên tiếng, hình như là bà đã để ý thấy tôi đã đọc xong. Tôi ngước mắt lên nói, cháu hiểu rồi à, cháu cũng thấy chú ấy là người cực kỳ thương yêu Haruka nữa. Mẹ Haruka chậm rãi lắc đầu. Một khoảnh khắc rất nhanh sau đó, một dòng nước mắt chạy từ khóe mắt xuống má, và những dòng nước mắt tiếp tục tuôn rơi không ngừng. Tôi bối rối, những làn hơi thở. Không phải thế đâu, chính cuốn nhật ký này mới là ba của con bé. Tôi chết lặng, chẳng có cách nào vượt qua được tình cảnh này cả. Như thế, thể nghĩa là sao? Mẹ Haruka nói tiếp, ba Haruka bị đột quỵ tầm nửa năm sau khi con bé ra đời. Ông ấy bất tỉnh trong xe trên đường đi làm do bị sốc huyết não và không bao giờ trở về nữa. Hả? Từ đó trở đi, quyển nhật ký này trở thành ba của con bé. Nó là một con bé mạnh mẽ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó cũng tự mình thử nghiệm mọi cách để giải quyết. Rồi mỗi khi chuyện không giải quyết được hay khi nó khổ sở vấn đề gì, nó lại nói với cô là con sẽ hỏi papa và mở quyển nhật ký ra. Đến giờ vẫn vậy. Không, nhưng à, thế con chuyện Haruka được quyết định về sống với ba thì mẹ Haruka vừa lấy khăn tay lau nước mắt, vừa chuẩn bị sẵn một hơi để thở, cố gắng nở nụ cười và nói, cháu Haruka đang ngủ bên trên đấy. Yusuke, cháu sẽ gặp nó giúp cô chữ. Chắc chắn nó sẽ vui lắm đấy. Con bé cũng sắp đến với ba nó rồi. Mẹ Haruka không thể kiềm chế được nữa. Bà lấy hai tay che mặt và bắt đầu khóc. Tôi chỉ biết giữ người. Điều đó có nghĩa là Haruka sẽ chết ư? Tôi từng nghe nói, con người ta khi gặp chuyện quá đường đột ngoài dự đoán thì bỗng nhiên không thể chấp nhận được chuyện đó là sự thật. Và lúc đó, quả thật đúng là như thế. Lúc này, từ mắt tôi tuyệt nhiên không có một dòng nước nào chảy ra. Nhưng không phải vì tôi không buồn, mà là vì tôi vẫn không thừa nhận đó là sự thật. Tôi thấy thế như mình đã được nghe một câu chuyện bịa đặt điên rồ nào đó. Mặc dù vậy, chẳng thể nào mà không cảm nhận được những chuyện xảy ra cứ từng chút một ráp lại với nhau khớp đến kỳ lạ. Tôi yên lặng một lúc mà tôi cũng chẳng biết nói gì cho phải. Mẹ Haruka lấy lại được bình tĩnh rồi lại cổ cười và tiếp tục câu chuyện. Từ khi sinh ra đến giờ, đó là lần đầu tiên tôi thấy một khuôn mặt cười đau đớn đến thế. Trong đầu con bé có một khối u ác tính. Chúng tôi đã đến không biết bao nhiêu bệnh viện, nhưng bác sĩ nào cũng bỏ tay. Chúng tôi chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể cầu nguyện thôi. Chúng tôi cũng chỉ dám cầu từ nay bệnh tình đừng nặng thêm nữa. Mẹ Haruka hít mạnh một hơi dứt khoát, rồi tiếp tục nói chuyện với ánh mắt xa xăm, như thể đang nhìn lên vũ trụ phía trên tôi vậy. Việc con bé gặp gỡ cháu, cô đã cố gắng muốn ngăn, bởi cô biết những lời cầu nguyện của hai mẹ con chẳng thành, khối u thì cứ ngày một to lên. Nếu cứ để hai đứa thế này, thì thành ra chúng ta lại bắt cháu gánh vác gánh nặng ngày mất. Việc hai đứa gặp nhau thì cũng đã rồi, nhưng có lẽ nếu không thân thiết hơn và không gặp nhau nữa, thì cháu sẽ không cần để ý và cứ thể sống tiếp. Vì thế, cô đã nghĩ rằng trước khi hai đứa có quan hệ sâu sắc hơn thì không gặp nhau nữa là tốt nhất. Thế nhưng, thật sự, có một điều kỳ diệu là khi có thể gặp cháu thì tình trạng con bé lại tốt lên rất nhiều. Giờ thì chỉ việc đứng được thôi cũng đã rất khó khăn rồi,
Nhưng chẳng hiểu sao, nửa tháng nay nó lại khỏe lên như thế, đã được trở lại y như ngày xưa vậy. Đến nỗi cô đã ảo tưởng rằng nó đang cứ thế mà hồi phục. Dù tình trạng của nó khá hơn, nhưng chắc chắn nó vẫn mệt mỏi. Vậy mà trước hôm có hẹn với cháu, con bé dậy khỏi giường và băn khoăn mãi không biết nên mặc gì đi, rồi còn đứng trước gương phối quần áo. Cô phải thật lòng xin lỗi cháu, nhưng thấy dáng vẻ lúc đó của nó với cái ước muốn tùy tiện của người làm mẹ, cô đã rất muốn cho nó làm điều nó muốn. Cô muốn cho nó làm điều mà một cô gái muốn làm. Cô xin lỗi vì đã cuốn theo cháu vào việc này. Cô cũng nghĩ mãi xem hôm nay cần phải làm gì, nhưng lúc nãy khi thấy cháu đứng ngoài cửa, cô đã muốn để hai đứa gặp nhau vì Haruka. Chỉ một lúc thôi cũng được, cô muốn cho con bé được trải nghiệm tình yêu của một cô gái 18 tuổi bình thường trong khi nó còn sống. Mẹ Haruka một lần nữa nghẹn lời. Tôi cũng muốn nói gì đó, nhưng miệng tôi cứ lỏng ngỏng, chẳng có đủ dũng khí để nói ra. Cuối cùng thì tôi cũng ép được âm thanh chui ra khỏi miệng. Cô cho cháu gặp Haruka đi ạ. Đứng trước cửa phòng Haruka, tôi đã hít một hơi thật dài. Mẹ cô ấy mở cửa đi vào. Từ hành lang tôi vùng trộm nhìn vào. Tôi thấy chiếc giường được bao quanh bởi những dụng cụ y tế như trong phòng bệnh viện. Tôi cần nghe thấy cả những tiếng máy đó. Căn phòng yên ắng đến nỗi, chắc chắn tiếng máy là một âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được, dường như nó vang lên rất lớn. Haruka ơi, con có nghe thấy gì không? Con có khách đến chơi kìa. Mẹ Haruka nghiêng người xuống chiếc giường, nói thật nhẹ nhàng, rồi hướng mắt về phía tôi. Rồi thay vì bảo tôi vào, thì bà chỉ cho tôi thấy một cái gật đầu nhẹ. Tôi bước chân vào trong phòng. Càng bước sâu vào trong phòng, tôi càng nhìn thấy những gì đang diễn ra trên giường. Những thứ tôi không thể nhìn thấy từ hành lang. Mỗi bước chân đi là một lần hình ảnh Haruka đang nằm trên chiếc giường, như con búp bê không sự sống và cả thiết bị truyền hay gì đó đang nổi vào cơ thể ấy, hiện lên rõ ràng.